setting. Dạ. Đó, hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang ở sạp Heaway của chị Mai các bạn. Địa chỉ 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6. Đó. Đây là Lily đang làm bánh mì nè các bạn. Bánh mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ăn ít thì đói, ăn nhiều thì no. Đó, các bạn thấy Lily này dễ thương các bạn. Nay nhìn sáng lắm luôn á. Không biết bữa nay nhìn thấy sáng sáng. Trắng gì sáng thế. Anh nói thiệt mà. Thiệt mà. Nói em định. Thiệt mà. À, mua giấy số đi. Giống như có ánh hào quang. Có ánh hào quang. Không nhìn sáng thiệt mà. Để chút mua giấy số rồi. Đó là bánh mì 15k một ổ các bạn. Các bạn ăn thêm, kêu thêm, tính tiền thêm nha các bạn. Hôm qua có anh nào tự nhiên gọi cho anh, hỏi anh bánh mì mà mày chị Heo Mai bình thường là bao nhiêu, cái anh nói 15k cái cúp mấy ngàn. Nam. Điện hỏi bao nhiêu đó. Chắc là hỏi cái giá là ngày nào cũng úp lên đó mà chắc không, chắc hỏi lại kỹ quá. Tinh quá. Ở xe có hai lỗ tai vậy. Bánh mì heo quay của chị Mai bán rất là chạy nha các bạn. Như tôm tươi luôn. Là nơi tiêu thụ bánh mì mạnh nhất Sài Gòn. Sáng giờ 500 quá trời luôn. Chùm tiền lẻ. Đó chị nghe rồi. Thơm mùi sầu riêng ở đâu vậy ta? Bánh tiêu sầu riêng.
À, tự nhiên không ai nói gì trơn trời. Tập trung ha, tập trung lao động sản xuất. Sản xuất bánh mì. Ở đây nè các bạn, đó, heo quay ba gọi nạc 320.000 một ký nha các bạn. Rồi, ổ 25. Đó, một ổ 25k. Một ổ 20k. Trời ơi. Đẻ cũng quay đi quay thịt. Con không biết trả lời sao luôn. Người đẹp cũng có quay mà miếng thịt heo con cũng có quay. Này cũng gì vậy? Này sinh nhật của thằng Biên á. À, vậy chúc con qua nha. Nấu gì nữa vậy? Nấu rồi thôi, không có nấu. Vậy chúc con qua nhà bông nha. Rồi, nhớ chứ, trời ăn rồi nhớ liền. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi, bye bye các bạn.